Ok, sau khi đã roi vào tim thành công thì chúng ta bắt đầu tiến hành farming ha. Thì để mà farming được trên cái sàn GDAX này thì chúng ta cần hai thứ. Thứ nhất là đồng USDT và thứ hai là đồng DEX. Hai cái đồng này thì phải có giá trị về mặt đô la là tương đương nhau. Đấy, ví dụ là bạn muốn farming 100 đô để nhận lãi mỗi tháng 10 đô thì bạn cần chia cái 100 đô đấy ra. 50 đô để mua USDT và 50 đô để mua cái đồng DEX. Sau đấy chúng ta ghép cặp lại và chúng ta bỏ vào bể farm để chúng ta tiến hành farming. Thì như ở đây là Sơn sẽ demo là farming luôn một gói 100 đô cho mọi người xem. Thế thì Sơn sẽ chia ra thành hai bên, đó là một bên 50 đô thì Sơn sẽ mua để dành cho USDT và 50 đô để dành cho cái đồng là đồng DEX ha. Thì đối với những bạn mà muốn farming 1.000 đô thì chúng ta sẽ chia ra thành 500 đô USDT và 500 đô đồng DEX, sau đây ghép cặp lại với nhau và chúng ta tiến hành farm. 2.000 đô thì cũng chia đôi, 5.000 đô cũng chia đôi, 10.000 đô cũng chia đôi. Thì đây Sơn ví dụ đang là 100 đô thì Sơn sẽ chia đôi cái số 100 đô đấy ra thành hai phần ha. Thì mọi người làm như sau. Đầu tiên chúng ta vào trình duyệt và vào GDAX.app. Sau khi đã vào trình duyệt duyệt và kết nối được ví rồi thì chúng ta bấm vào mục ba gạch và bấm swap để chúng ta bắt đầu chuyển đổi. Cái số BNB ban nãy mà chúng ta mua đấy, mọi người có nhớ không? Thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển đổi cái BNB đấy ra thành đồng USDT và chuyển cái BNB đấy ra thành đồng DEX. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Ở trên này chúng ta chọn là đồng, chúng ta vừa có BNB thì chúng ta bấm BNB. Chúng ta muốn chuyển ra USDT thì chúng ta tìm là USDT. Ok, chúng ta muốn đổi ra thành 50 đô USDT thì chúng ta nhập vào dưới đây là 50 đô. Thì nó sẽ swap 0.11 BNB ra 50 USDT. Thì chúng ta bấm swap. Confirm. Xác nhận. Ok, mọi người chờ mạng lưới xác nhận một xíu thì nó sẽ có USDT cho mình. Mọi người quay lại ví này, nhìn ví là đã có USDT rồi này. Đấy, USDT là có 50 USDT rồi. Bây giờ chúng ta phải có 50 đô cái đồng DEX nữa ha. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục swap ra đồng DEX. Tuy nhiên đấy, mọi người để ý này, cái đồng DEX này nó không là tròn 1 đô. Nó không được tròn 1 đô, nó chỉ có 0.9 mấy thôi. Thì chúng ta sẽ tính toán số lượng DEX như thế nào. Mọi người nhìn này, bấm vào ba gạch và chúng ta nhìn này. Cái đồng DEX đang có giá trị là 0.95 đô. Vậy, một đồng DEX là 0.95 đô. Vậy 50 đô thì chúng ta sẽ có bao nhiêu đồng DEX? Thì đây là một phép toán rất là đơn giản thôi. Chúng ta vào máy tính, chúng ta tính mọi người nhé. Chúng ta vào máy tính này. Chúng ta lấy 50, chúng ta chia cho 0.95. Đâu đấy là 52 đồng DEX đúng không nào? Thì sẽ được là thôi chúng ta cứ mua 53 đồng DEX đi, tăng lên một xíu đi cho nó tròn ha. Thì cái giá của đồng DEX ấy thì nó sẽ khác nhau. Nó sẽ là giao dịch mà. Thì ngày hôm nay nó có thể là 0.95, ngày hôm sau nó có thể là 0.96, 0.97 thì chúng ta cứ lấy cái số mà chúng ta cần swap, chúng ta chia cho cái giá trị của cái đồng DEX tại cái thời điểm là ra ha. Chúng ta kết nối lại với nè. Tiếp theo chúng ta tiến hành đổi ra đồng DEX. Chúng ta tìm đồng DEX. Ban nãy mọi người nhớ chúng ta sẽ swap ra thành 53 đồng DEX. Thì nó sẽ tiến hành là chuyển đổi 0.117 BNB ra đồng DEX ha. Chúng ta bấm swap. Confirm swap. Ok, chờ một xíu mạng lưới xác nhận là chúng ta đã đổi thành công. Ok, đã thành công. Sau khi đã có, mọi người quay lại ví này, sau khi đã có đồng DEX và đồng USDT thì chúng ta tiến hành bắt cặp với nhau, ghép cặp lại với nhau để đúc ra một cái LP. Đây, mọi người nhìn thấy cái LP của giữa DEX và USDT không nào? Chúng ta đúc
lại một một khối ấy, kiểu như thế là một người người nam một người nữ đúc lại với nhau thì nó sẽ tạo ra đứa con, thì đứa con nó chính là phần thưởng của cái LP này ha. Thì chúng ta quay lại là sàn trình duyệt là sàn này. Sau khi đã vào sàn thành công thì chúng ta đúc LP, đúc LP trong thuật ngữ gọi là add liquidity, add liquid đấy, cho mọi người gọi là add liquid đấy. Mà thực ra nếu mà gọi đúng phải là add liquidity. Chúng ta bấm sang phần add liquidity. Chúng ta bấm add liquidity. Chúng ta bấm đây, mark này, 50 chúng ta bấm mark vào chỗ USDT này. Đấy thì nó sẽ tự ghép cặp chúng ta là 50 USDT và 52,6 đồng đồng đếch. Thì mọi người ví dụ 500 USDT thì nó sẽ tương đương với bao nhiêu đếch đấy? 5.000 thì bao nhiêu đấy? Thì chúng ta tính toán theo cái cách mà Sơn vừa hướng dẫn ban nãy ha. Thì sau khi đã 50 USDT và 52 đồng đếch ghép cặp với nhau thì chúng ta bấm lần lượt approve này, rồi supply này. Chúng ta cần xác nhận ba cái approve USDT chúng ta bấm này. Phê duyệt này. Chờ một xíu này. Rồi xong, tiếp theo là approve DEX này. Phê duyệt này. Sau khi mà đã phê duyệt xong cả hai đồng USDT và đồng DEX ấy, thì nó sẽ hiện cái nút xanh của đầu supply lên, thì chúng ta sẽ bấm supply. Ok, xong rồi. Sau khi đã xong rồi thì chúng ta bấm supply để đúc LP. Confirm. Xác nhận. Ok, chờ một xíu là nó sẽ đúc thành công. Đã thành công này. Đã thành công. Ok, mọi người nhìn thấy không? Cái gia ví nhìn thấy không? Chúng ta đã đúc thành công 50 cái con LP giữa DEX và USDT. Tiếp theo, sau khi đã đúc thành công rồi thì chúng ta cho cái con LP này vào cái bể farm để chúng ta tiến hành farming và tạo ra những cái phần thưởng cho chúng ta ha. Thì Sơn sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Thì chúng ta quay lại sàn VDEX, chúng ta bấm vào ba gạch, chúng ta bấm vào farm. Sàn này thì có hai hình thức farm, đó là lock 12 tháng và không lock. Lock 12 tháng là gì? Tức là chúng ta bỏ vào bể farm và nó sẽ khóa lại cái con LP đấy trong vòng 12 tháng, và 12 tháng thì nó mới trả lại cái số DEX và USDT cho mình rút ra được. Thì trong 12 tháng đấy chúng ta sẽ không rút được và chúng ta chỉ rút được phần thưởng thôi. Còn cái không lock thì là nó sẽ không khóa của chúng ta, và chúng ta có thể rút ra cái đồng DEX và đồng USDT và bán thành tiền Việt bất kỳ lúc nào. Tất nhiên thì cái gì nó cũng có sự đánh đổi đúng không nào? Ví dụ chúng ta gửi tiền ngân hàng với kỳ hạn lại dài thì chúng ta sẽ được lãi suất cao hơn. Còn nếu mà chúng ta gửi với kỳ hạn ngắn, rút lúc nào cũng được thì chúng ta sẽ được cái lãi suất là thấp hơn. Thì đối với cái sàn này thì nếu mà chúng ta lock vậy, lock trong vòng 12 tháng ấy thì chúng ta sẽ được cái APR là 120% một năm, tức là mỗi tháng chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận là 10%. Còn nếu mà chúng ta không lock, chúng ta rút bất kỳ lúc nào cũng được thì chúng ta sẽ được cái APR là 60%, tức là 60% một năm, tức là 5% một tháng ha. Thì ví dụ như chúng Sơn đang farm gói 100 đô và Sơn quyết định lựa chọn cái hình thức là lock thì Sơn sẽ được là 10 đô một tháng, và là sẽ được là 120 đô một năm. Đấy. Tương tự với gói của các bạn, ví dụ các bạn farm 1.000 đô thì chúng ta sẽ được 100 đô một tháng, farm 10.000 đô thì chúng ta sẽ được 1.000 đô một tháng. Còn nếu mà chú Sơn chọn cái hình thức này không lock thì sẽ được 5% một tháng, tức là Sơn sẽ được là farm 100 đô thì chúng Sơn chỉ được là 5 đô một tháng thôi, và một năm chỉ được là 60 đô thôi. Đấy. Thế thì Sơn sẽ chơi một cuộc chơi là cuộc chơi lớn.
Sơn cảm thấy cái dự án này nó rất là tự tin, rất là tự tin, mọi thứ đều rất là minh bạch, có cả audit, có cả kiểm toán vào cuộc rồi, thì cái dự án này Sơn sẽ đi rất là dài lâu với nó, nên là Sơn sẽ lựa chọn cái hình thức là khóa ha. Thì tùy mọi người khóa để được cái lãi suất cao, hoặc mọi người không khóa để được cái lãi suất thấp và để trải nghiệm cái dự án này thì Sơn vô cùng là ok thôi, không có gì hết. Thì mọi người nhưng mà Sơn là Sơn sẽ chọn cái hình thức là lãi cao và khóa 12 tháng. Thì Sơn sẽ bấm vào đây, kéo lên bên trên. Chúng ta bấm vào approve contract, đấy, xác nhận cái contract cho nó. Đấy, Sơn bấm phê duyệt. Rồi, sau khi đã phê duyệt rồi thì chúng ta bấm farm là sẽ tiến hành farm farming. Bấm mark, chỗ đây bấm mark này. Đấy, bỏ cái con 50 cái con LP vào bể farm thì bấm 50 con LP và bấm confirm. Xác nhận. Ok, vậy là xong, xong bước thứ tư. Thì sau khi đã thực hiện xong thì chúng ta quay lại cái home. Thì chúng ta sẽ thấy là cái số chúng ta farm đây là 100 đô, 50 đồng USD, 50 con LP là ở đây. Thì nó sẽ chạy, tiền sẽ về theo giây luôn nha mọi người. Thì ở đây là số tiền nó ít thì nó lâu chạy, nhưng mà đợi khoảng 1-2 phút là nó sẽ trả cho mình cái lãi suất đây. Lãi suất theo cái số tiền mà mình đã farm tại cái màn hình home này. Ok, Sơn đã hướng dẫn xong mọi người cách farm trên sàn Widex. Chúc mọi người thực hiện thành công.